Ở miền Tây Nam Bộ có nhiều chợ nổi, nhưng chợ nổi ngã năm tỉnh Sóc Trăng vẫn mang đậm nét đơn sơ bình dị và là một trong những chợ nổi lâu đời có bề dày lịch sử hơn 100 năm, quy mô lớn trong khu vực. Đến với chợ ngã năm vào đúng thời điểm họp chợ, du khách sẽ thấy toàn cảnh khu chợ như một bức tranh tả thực sống động. Nhiều màu sắc từ các loại rau củ, hoa quả, những chiếc ghe lớn nhỏ, xuồng năm lá, ba lá, xuôi ngược nhộn nhịp, âm thanh náo động cả một vùng sông nước. Miền Tây Nam Bộ với đặc điểm khí hậu nhiệt đới gió mùa, cộng thêm đất đai khá vị nhiêu do lượng phù sa màu mỡ từ sông Mekong bồi đắp, đã tạo điều kiện thuận lợi cho các loại cây trái, nông sản phát triển rất phong phú, đa dạng, cả về trữ lượng và chất lượng, nên nông dân thường không dùng hết sau khi thu hoạch. Hơn nữa, mặt hàng này có thời gian bảo quản ngắn, từ đó xuất phát nhu cầu trao đổi, buôn bán giữa các tiểu nông. Họ thường chở các loại hoa màu thu hoạch được tụ họp lại trên một đoạn sông để trao đổi mua bán. Lâu dần, thói quen tự phát này đã trở thành cái nghề thứ trong những lúc nhàn rỗi. Có người đã chuyển sang hẳn nghề thương lái và tiếp tục truyền cho con cháu. Chợ nổi Ngã Năm thuộc thị xã Ngã Năm, cách thành phố Sóc Trăng khoảng 60 km, là nơi thu hút du khách tham quan trải nghiệm cuộc sống sông nước miền Tây. Tên gọi Ngã Năm xuất hiện khi người Pháp đào kênh Quảng Lộ Phụng Hiệp và kênh Sáng cắt ngang kênh Xẻo Chích, tạo thành điểm giao của năm con sông hướng về năm ngã: Long Mỹ, Vĩnh Quế, Phụng Hiệp, Phước Long và Phú Lộc. Chợ nổi Ngã Năm thì đã có từ thế kỷ 19. Nó được hình thành thì tại vì đây thì cái vị trí là nó rất là thuận tiện trong cái việc giao thương đường thủy trước đây. Tức là nó là nằm trên cái tuyến là con kinh từ Thạnh Trị Ngã Năm, rồi Cà Mau Ngã Năm, rồi đổ về Bạc Liêu, Hậu Giang và một số tuyến nhánh đi về các cái địa phương như là Mỹ Quế, Vĩnh Quế, rồi về Phụng Hiệp. Từ đó thì cái bà con sử dụng xuồng ghe để mà giao thương rồi buôn bán, thì từ đó mà hình thành nên cái chợ nổi Ngã Năm. Hồi đó thì ghe xuồng thì nó đông lắm, cái dạng ghe khóm này cũng 30-40 chiếc, dưa cũng 30-40 chiếc. Đậu từ đó dài qua đó lấy đậu hai bên là dày đặc cái trang, còn xuồng thì người ta đi qua không được, mà ghe mà chạy ngang lần trần ngay á, xuồng mà nó bơi sáng nó bơi gì là mình đi qua sông được luôn đó. Nó dày đặc tẹo gì đó. Còn bà con người ta cái cây thì người ta tranh thủ như giá cỡ 2-3 giờ sáng thì người ta có mặt đã bán rồi. Như cái cây mà quýt này kia đồ trong vườn ta đem ra thì có 2 giờ, hồi đó có 2 giờ là chợ nhóm rồi, là người ta bán thì rồi chứ không phải như bây giờ. Chợ nổi Ngã Năm thường họp khá sớm, từ 2 đến 3 giờ sáng, và kéo dài đến 8 giờ thì tan dần. Đông đúc nhất thường từ 5 giờ đến 6 giờ, với cảnh hàng trăm ghe thuyền tụ họp nhộn nhịp cả bến sông. Đây là thời gian lý tưởng nhất để trải nghiệm chợ nổi. Vào dịp gần Tết Nguyên Đán, chợ hầu như họp từ sáng đến tối, khiến không khí càng tấp nập hơn. Gọi là chợ nổi bởi các hoạt động buôn bán trao đổi đều diễn ra trên mặt sông thay vì mặt đất. Người bán kẻ mua đều dùng xuồng ghe để di chuyển và thực hiện các giao dịch trên sông. Chủng loại hàng hóa của chợ nổi Ngã Năm rất phong phú và đa dạng, từ các loại gạo ngon nổi tiếng của vựa lúa lớn trong khu vực cho đến các loại rau củ quả miệt vườn, từ các mặt hàng nông sản, hải sản cho đến các vật dụng sinh hoạt, gia dụng hàng ngày. Để giúp cho việc truyền tải thông tin dễ dàng giữa bên bán và bên mua, cây bẹo chính là phương tiện quảng cáo hữu hiệu của loại hình chợ nổi. Dụng cụ này thường được làm từ loại tre tầm vông già, uốn thẳng, dài khoảng 4-5 mét, gốc giặc nhọn cho dễ cắm và kìm ghe khi đậu. Ngọn thì đục lỗ có thể xiên dây qua để treo hàng hóa. Người mua chỉ cần đứng từ xa nhìn vào những cây bẹo để quan sát và tìm loại hàng muốn mua.
Tuy nhiên thì trong thời gian gần đây, đặc biệt là qua cái đại dịch, trong cái thời kỳ đại dịch Covid đó, thì chợ nổi nó thưa dần do cái đại dịch, mình cũng không được buôn bán tập trung đông. Sau đó thì qua cái đại dịch thì chính quyền, cấp ủy chính quyền thì cũng có quy hoạch lại cái để mà phát triển cái chợ nổi. Thì những cái ghe mà buôn bán trước đây trên chợ nổi đó thì bây giờ tập trung về một cái điểm cầu tàu ở chỗ gần gần kho của Đan Mạch. Vì vậy thì cái lượng ghe để mà giao thương buôn bán trên sông thì nó không còn tấp nập như ngày xưa. Hiện nay thì còn khoảng hơn 50 ghe thôi, nhưng mà ghe là trọng tải cũng hơi lớn, tức là chở các cái nông sản từ các cái địa phương về đây. Rồi ở đây thì từ ở đây thì đưa lên bờ và tập trung cái đầu mối phân phối các nông sản đi nhiều địa phương khác. Còn ghe mà xuồng ghe mà buôn bán trên sông như là trước đây đó thì cũng còn, nhưng mà chủ yếu thì cái số lượng cũng giảm nhiều, khoảng 20 ngoài 30 ghe, chủ yếu là đưa người dân qua lại trên sông, và có một số ghe thì buôn bán là bún hoặc là nước giải khát trên sông và phục vụ một số mà du khách có nhu cầu mà tham quan tìm hiểu ở trên sông chợ nổi Ngã Năm. Số lượng phương tiện xuồng ghe ở chợ nổi giảm dần do hệ thống hạ tầng giao thông đường bộ phát triển, phương tiện vận chuyển hàng hóa bằng xe ô tô chiếm ưu thế hơn do giá thành vận chuyển thấp, nhanh, ít tốn thời gian, trọng tải vận chuyển lớn hơn so với đường thủy, nên một số thương hộ đang thay thế ghe tàu và tự mở bến dựa trên bờ để trao đổi mua bán hàng hóa. Xưa thì bán ở dưới sông, ở dưới thì nó cũng được, nhưng mà có một cái là giao thông nó phức tạp lắm, xe ghe đỏ xà lan đồ đi ngang á, ghe lúa đi ngang nó phức tạp hơn trên bờ này, từ lên trên bờ này khỏe hơn, hàng về thì mình giao cũng xe lại người ta lấy luôn, nó tiện hơn dưới sông mình. Trên bờ là mình bán được hơn dưới sông hồi xưa. Đây xe Cà Mau nó lên đó, lấy hàng quá nó dễ dàng hơn. Dưới ngày nào dân cũng đem về cũng người đôi ba tấn. Có nhiều hơn, có dư tiện hơn ở dưới sông. Dưới sông hơi khó khăn. Theo đánh giá của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sóc Trăng, chợ nổi Ngã Năm là một sản phẩm du lịch tiêu biểu của thị xã Ngã Năm, mang nét đẹp văn hóa miền sông nước, hội tụ đủ điều kiện giá trị tiềm năng để hình thành sản phẩm du lịch văn hóa lễ hội cần đầu tư định hướng phát triển trong thời gian tới. Chính vì thế, phát triển sản phẩm du lịch văn hóa lễ hội ở chợ nổi Ngã Năm sẽ góp phần tạo điểm nhấn, sức lan tỏa, mang hình ảnh chợ nổi xa xưa được tái hiện lại để thu hút khách du lịch trong và ngoài nước. Hiện tại thì có cái chương trình liên kết giữa các cái điểm liên tuyến như Cà Mau với Bạc Liêu, Sóc Trăng là 2 ngày 1 đêm. Thì tụi em sẽ đón khách vào buổi trưa ngày hôm trước để cho nhận phòng. Xong thì chiều thì tụi em sẽ cho tham quan tại vườn cò của Tân Bình. Ngày hôm sau em đón khách 4 giờ rưỡi tại khách sạn và cho khách tham quan chợ nổi, cho tham quan chỗ hợp tác xã Mãn Cầu và trải nghiệm với Đan Đác, đồng thời những cái điểm di tích. Trong chuỗi du lịch kết nối trong chuyến tham quan chợ nổi, du khách có thể tham quan những vườn Mãn Cầu gai, trải nghiệm nhiều sản phẩm được tạo ra từ loại cây này như trà, rượu, mứt ngọt, hay đến thăm vườn cò Tân Long, tiếp xúc với hàng trăm loài chim cò ríu rít và cũng có dịp tìm hiểu về tập tính sống của chúng. Nơi đây là ngôi nhà chung cho nhiều thành viên trong gia đình chim, từ hàng ngàn cò gà, cò trắng cho đến cồng cộc, dạc và đặc biệt là diệt mốc. Đồng thời còn nổi tiếng với những món ngon dân dã mang hương vị đặc trưng của vùng miệt vườn. Từ đây sắp tới thì em cũng muốn mà kết hợp với mấy anh ngoài phòng văn hóa, rồi đặng kết hợp với chỗ chợ nổi, đặng mình làm là lợi đặng chỗ thị xã Ngã Năm mình cho nó nổi bật lên. Để không thôi mình không làm thì người ta cũng đi tham quan mà đi các cái huyện khác thôi, chứ huyện mình đã có sẵn rồi mà mình không khắc phục mình làm lợi thì nó hơi uổng á. Đúng như em, nếu mà nói tới chợ nổi Ngã Năm á thì rất là nhiều và du khách gần xa cũng biết đến, và riêng em á thì em được giống như là có duyên để biết đến chợ nổi Ngã Năm, cũng như
là em đã đến rồi. Lúc em đã đến rồi thì cái niềm cảm xúc nói chung là rất là vui mừng luôn. Thì để được nghe là đi đến đây người dân á là rất là thân thiện anh. Rồi cái nền văn hóa đặc trưng cũng như cái nét văn hóa truyền thống ngày xưa giờ là rất là đẹp. Và cùng với những món ăn cũng như là cái cách ứng xử, rồi những cái gắn với cái điểm du lịch tâm linh anh, nó rất là tuyệt vời luôn. Hiện nay, tỉnh Sóc Trăng đang triển khai đề án tổng thể phát triển du lịch giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030. Trong đó, du lịch văn hóa thương hồ chợ nổi Ngã Năm là một trong 10 sản phẩm chủ lực được tỉnh tập trung thực hiện với định hướng phục dựng lại phong cách thương hồ xưa, khuyến khích tiểu thương kinh doanh các món ăn truyền thống trên sông nước. Đồng thời khai thác tuyến đường thủy từ trung tâm chợ Ngã Năm theo đường sông đi đến Năm Ngã để du khách trải nghiệm, tham quan làng nghề, hoạt động văn hóa văn nghệ men theo các tuyến sông này. Việc phục dựng chợ nổi không chỉ từ chủ trương của chính quyền địa phương mà còn là sự mong mỏi của người dân nơi đây. Theo tôi là người dân của Ngã Năm, bản thân thì cũng muốn là cơ quan các cấp có cái đầu tư để duy trì lại cái chợ nổi Ngã Năm. Tuy nhiên đó thì trong thời gian qua thì chợ Ngã Năm của chúng ta thì càng ngày càng mai một. Thứ nhất là về cái lượng ghe xuồng trên sông nó không còn đảm bảo như trước. Thứ hai bây giờ là hiện đại quá, các tuyến đường đi chỉ là xe, nên cái việc duy trì cái chợ nổi Ngã Năm nó càng ngày nó càng không được phát triển hơn. Bên cạnh đó tôi yêu cầu các ngành cấp trên có cái chỉ đạo, có cái kế hoạch để sắp xếp cũng như là tôn tạo lại cái chợ nổi Ngã Năm để phục vụ cho người dân cũng như phục vụ cho du lịch trong thời gian tới. Thị xã cũng xây dựng cái đề án phát triển du lịch chợ nổi Ngã Năm, và cũng đã tiến hành cái hội thảo, và trong hội thảo trong cái đề án cũng xác định rõ về cái nguồn gốc lịch sử hình thành của chợ nổi Ngã Năm, và cũng đưa ra nhiều cái giải pháp để phát triển du lịch. Trên cơ sở đó thì chỗ thị ủy cũng đã có cái chỉ đạo cho các ngành các cấp mà tập trung cho công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân để về du lịch và tiếp tục cái phát huy cái tiềm năng, cái thế mạnh của địa phương cũng như là đầu tư cơ sở vật chất và các cái xây dựng các sản phẩm du lịch, phát triển cái nguồn nhân lực và cái tăng cường công tác quản lý nhà nước về du lịch. Trong đó các cấp ủy cần có tập trung cái công tác tuyên truyền vận động để chỉ đạo thực hiện trong thời gian tới để hoàn thành các cái đề án. Đến Ngã Năm hôm nay, thấy đời sống người dân thị xã ngày càng đi lên, hệ thống chợ nông sản và chợ truyền thống ở phường 1 thị xã Ngã Năm nằm cạnh chợ nổi luôn sầm uất nhộn nhịp, đã dần thay thế nhiệm vụ giao thương hàng hóa của chợ nổi Ngã Năm. Thế nhưng, nét sinh hoạt mang đặc trưng chợ nổi trên bến dưới thuyền vẫn còn chịu theo thời gian, theo con nước nhấp nhô xô bờ mỗi khi có những chiếc tàu lớn chạy qua chợ nổi Ngã Năm này. Hy vọng rằng với sự chung sức đồng lòng của chính quyền và người dân địa phương, trong tương lai không xa, chợ nổi Ngã Năm sẽ trở mình với một màu áo mới, trở thành điểm du lịch hấp dẫn của đồng bằng sông Cửu Long.